Rồi, hôm nay đi đâu? Đi chụp hình ở đâu? Chụp hình ở công viên. Rồi, ok. Chào mọi người đi. Chào mọi người. Hello tất cả mọi người, hôm nay chúng ta tất cả mọi người. Hello tất cả mọi người, một lần nữa xin chào tất cả mọi người. Rồi xe đến rồi nè, mọi người ra đi. Rồi lên đi, từ từ. Sáng một phát liền bỏ thái độ đó liền cả ừ. Thái độ bây giờ nó làm liền chứ nó mới hết kiểu lời gì chặt đồng này ơi sao bây giờ mà mình nhấn chặt nãy hả mình xong trong đây ui cái chỗ này còn là chỗ nào lòng tụi nó tổ chức ở Bến Thành chứ nhà phim chờ rồi chứ bạn cách sò ừ. Đẹp quá chưa chơi được nó giống cách sò Long in Iceland Home Sweet Home phim chương 19 mình chắc để làm mấy cái phim cổ trang á ha vui vậy ha chổi nắng ha cái này mình làm chổi ngày xưa à cái này hả phơi gì đấy gọi là chổi nắng là mình phơi với nó còn cái cọng không á đúng không chị? Người ta tốt cái lá, có cái cây kẹp vô xong kéo lên nó tốt cái lá còn cái cọng không. Bắt đầu mới bỏ xếp lại. Giờ không ai bán chổi này nữa, cây này tuyệt chủng rồi. Đây còn đấy chứ. Cái nhân trạch là tuyệt chủng. Đây là bằng thái dừa mà. Ngày xưa ở nhân trạch là làm chổi này, còn bây giờ người ta làm bằng chổi dừa đấy. Mình phải hay trái. Đây là trước mặt này. Trái. Giờ mở cửa từ 8 giờ tới còn mấy giờ? 5 giờ rồi. Nè đang quay. Đang quay rồi đi vô đi. Để đi em cứ đi bình thường. Bà tên vlog nha. Ok yên tâm. Cứ có chuẩn bị nha, nó có cái ao á chú Banh ơi. Có cái ao á. Nè bên đây có dịch nè, coi có dịch không? Rồi mình không chào mọi người đi, mình không đang ở đâu? Bảo tàng áo dài Việt Nam. Bảo tàng áo dài Việt Nam ơi. Rồi baby có dừng té nha. À cá quá trời luôn nè con. Đây coi. Con nè, cá gì chứ kìa. Ở đây chụp hình đẹp lắm nha mọi người. Nên nước nó hơi đục nên mình không nhìn thấy cái rõ đâu. Nước nó hơi đục. Đây. Đây là con cá. Lên lầu đi. Ba cha. Lên lầu, lên lầu. Đừng có kéo áo ba. Lên lầu đi. Con kéo áo ba xúc áo rồi. Lên lầu. Lên lầu. Con chạy xung quanh hết rồi. Thôi chụp hình tới chưa? Nếu như một ngày mai vợ con không quay trở lại thì anh đi tìm vội mãi mãi đã xa thật rồi. Chào đi. Dễ bị.
cao lên chị. Ê, hết, hết đó. Rồi. Đi đâu lắm. Chạy cho vô tắm. Đi mà đấy nó mất cười lắm nè. Okay. Em hứa là mày không cứu bị đâu, cho bị đánh nước luôn. Hứa luôn. Cái gì té xuống nha bị. Cậu vàng lớn đi được, con nhỏ con không đi được. Đó. Đó chứ vàng đó. Bị té không rồi. Té nha, không xuống bị hồi vàng xô nó xuống nước đi. Ghê vậy? Ai lừa? Anh Dũng rồi, được lừa. Có không? Đừng, đừng hiểu lầm người tốt nha. Ba nữ, một nữ hứa, giờ hai nữ chưa thấy. Chắc anh kẹt. Chị đứng thấp xuống, chị đứng cao quá. Chị sẽ vô cưng. Chị còn quá. Chị lại lại vô bầu. Lại 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 lại. Để chân chị vô sau giống vậy nè chị. Chị đi con. Chị chụp nha. 1, 2, 3. Chụp con được lé thêm nhiều quá. Dở lên chị. Lấy cái cạnh, lấy cái background nhà gỗ nó đẹp hơn là lấy cái này. Để camera ngang đi, thấy hết được toàn bộ hai bên luôn. Camera này 5 triệu một buổi nè. Lấy luôn cái nhà. Lấy luôn cái nhà. Lấy luôn cái nhà. Đâu rồi, họ chuyên nghiệp ra tay. Ủa đó, sao bên đó giống cô giáo với học trò. Rồi nha, 1, 2, chiếc. Chắc nhanh nha. 20 tháng 11. Diễn viên Lý Sơn, đúng học trò. Con trai của nó thì dân có một diễn Lý Quỳnh. Tới giờ đó, tới giờ đó. Mấy yêu. Mấy yêu. Rồi, ra để cho người ta vô. Vô nhà, nha, nha Hùng. Hùng. Đuôi lại đây. Đuôi lại đây, hai đứa. Té. B. B. Bấm nè. Để cái tấm nè. Để mình xô nó đi. Xô nó cái cho nó cái tấm. Té nè. Thôi. Lên kia đứng chụp bên ngay cái ngay cái nhà đẹp kìa. Ăn mấy tô cơm rồi? Dạ con ăn. Chiếc 2 giật 2 rồi đúng không? Trời. Tôi đủ qua vậy? Tiền hả? Chú bé Liên Xô.
đi con, để nó khác à. Bây nó chết nè, bây bây. Sợ thì đi ra.